đảnh lễ dưới chân Phật bảo tánh, đi nhiễu bên phải rồi từ giã ra đi. Tất cả đem vô lượng đồ cúng dường thượng diệu rồi lên đường, trải qua thế giới chư Phật ở phương Đông, đều cúng dường cung kính, tôn trọng ngợi khen, không bỏ sót một vị Phật nào. Đến chỗ Phật Thích Ca Mâu Ni Như Lai, mọi người đảnh lễ dưới chân Phật và đi nhiễu một trăm một ngàn vòng, rồi đứng qua một bên. Bồ Tát Phổ Quang đến trước Phật Thưa, Bạch Thế Tôn, thế giới cuối cùng trong hàng hà xa số thế giới tận phương đông tên là Đa Bảo, Phật hiệu là Bảo Tánh Như Lai ứng tránh đẳng giác, gọi rất nhiều lời vấn an như lai, Phật dạy đem một ngàn cảnh hoa sen màu vàng dòng này đến biếu Thế Tôn để làm Phật sự. Khi Đức Thích Ca Mâu Ni nhận hoa sen này rồi giải trở lại hàng hà xa số thế giới chư Phật ở phương Đông, nhờ thần lực của Phật nên khiến cho hoa sen này khắp cả các cõi Phật. Trong các đài hoa đều có hóa Phật ngồi kiết già, nói Pháp tương ưng với Đại Bát Nhã Ba La Mật Đa cho chư Đại Bồ Tát, hữu tình nào được nghe nhất định chứng quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đà khi ấy phổ quang và những người đi theo thấy việc này rất vui mừng khen ngợi chưa từng có mọi người tùy theo căn lành mà cúng dường nhiều ít cúng dường cung kính tôn trọng gọi khen phật và bồ tát rồi mọi người đều lui qua ngồi một bên ở thế giới phương đông như vậy thế giới cuối cùng trong hàng hà xa số thế giới tận phương nam tên là ly nhất thiết yêu phật hiệu vô yêu đức cõi đó có bồ tát tên là Ly ưu Thế giới cuối cùng trong hàng hà xa số thế giới tận phương Tây tên là Cận Tịch Tịnh. Phật hiệu là Bảo Diễm, ở đó có Bồ Tát tên Hành Tuệ. Thế giới cuối cùng trong hàng hà xa số thế giới tận phương Bắc tên là Tối Thắng. Phật hiệu Thắng Đế cõi đó có Bồ Tát tên là Thắng Thọ. Thế giới cuối cùng trong hàng hà xa số thế giới tận phương Đông Bắc tên là Định Trang Nghiêm, Phật hiệu là Định Tượng Thắng Đức, cõi đó có Bồ Tát tên Đi Trần Dõng Mãnh. Thế giới cuối cùng trong hàng hà xa số thế giới tận phương Đông Nam tên là Diệu Giác Trang Nghiêm Thậm Khả Ái Lạc, Phật hiệu là Liên Hoa Thắng Đức, cõi đó có Bồ Tát tên Liên Hoa Thủ. Thế giới cuối cùng trong hàng hà xa số thế giới tận phương Tây Nam tên là Ly Trần Tụ, Phật hiệu là Nhật Luân Biến Chiếu Thắng Đức, cõi đó có Bồ Tát tên là Quang Minh. Thế giới cuối cùng trong hàng hà xa số thế giới tận phương Tây Bắc tên là Chân Tự Tại, Phật hiệu là Nhất Bảo Cái Thắng, cõi đó có Bồ Tát tên là Bảo Thắng thế giới cuối cùng trong hàng hà sa số thế giới tận phương dưới tên là liên hoa phật hiệu liên hoa đức gọi đó có bồ tát tên liên hoa thắng thế giới cuối cùng trong hàng hà sa số thế giới tận phương trên tên là hoan hỉ phật hiệu là hỉ đức gọi đó có bồ tát tên là hỉ thọ như vậy tất cả đều giống như phương đông Bây giờ thế giới kham nhẫn trong ba ngàn đại thiên thế giới này đầy khắp các châu báu, trên đất trải đầy các hương hoa thơm đẹp, chỗ nào cũng dựng tràng phan bảo cái thẳng hàng, nào cây hoa, cây quả, cây hương, cây vòng hoa, cây bóng, cây y phục, các cây trang hoàng lẫn lộn khắp nơi, trang trí rất là khả ái, giống như chỗ của Bồ Tát Diệu Cát Tường, Bồ Tát Thiện Trụ Tuệ và Vô Lượng Đại Bồ Tát có đại oai đức ở cõi Phật phổ hoa như lai trong thế giới chúng liên hoa